Suy niệm lễ các tánh năm nữ Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Cái tôi Con người ai cũng có cái tôi Cái tôi để khẳng định sự hiện diện của ta trong thế giới này Cái tôi có tương quan tốt hay xấu với tha nhân Còn tùy vào cách sống của từng người chúng ta Có người đã đưa ra triết lý vui rằng Cái tôi bỏ dấu mũ thì là tôi cái tôi thêm dấu sắc là tối cái tôi thêm dấu huyền là tội cái tôi thêm dấu nặng là tội bởi thế nên nếu ta không biết mình là ai thì tội nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì tối nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì tội nếu ta không sống theo luật Chúa thì tội lỗi như vậy muốn trở thành cố người tốt giữa tha nhân thì chúng ta phải quản lý thật tốt cái tôi của mình khi cái tôi được kiểm soát thì cái tôi sẽ trở nên hữu ích cho tha nhân trong đời sống thiêu nhiên cũng vậy cái tôi phải nhỏ lại thì Chúa mới lớn lên trong ta phải từ bỏ cái tôi thì việc làm của ta mới làm vì vinh danh Chúa hôm nay giáo hội mừng lễ các thánh nam nữ cũng là dịp nhắc nhở về ơn gọi và cùng đích cuộc đời chúng ta là nên thánh. Chính Đức Giêsu từng nói, anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mắt theo chương 5 câu 48. Sự nên thánh là chọn lựa cách sống của từng cá nhân đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bí quyết để nên thánh chính là sống tinh thần tám mối phúc âm và Chúa Giêsu đã sống tinh thần tám mối phúc ấy qua việc tự hủy chính mình để trở nên mọi sự cho nhân loại chúng ta. Ngài xóa bỏ chính mình để trở nên giống con người chúng ta. Ngài còn hạ mình như một tôi tớ để phục vụ. Ngài đã đi đến tận cùng của từ bỏ chính mình là giấm chết cho người mình yêu. Con đường nên hoàn thiện như Thầy Chỉ Thánh Giêsu xu chính là tinh thần tự hủy cái tôi của mình. Đây cũng là cách mà Thánh Doan Tiền Hô đã áp dụng khi Ngài nói Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Hai người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Doan chương 3 câu 30 Có coi nhẹ cái tôi của mình thì mới có thể yêu thương đích thực và mới có thể dễ dàng thể hiện tình yêu thương ấy ra hành động. Từ bỏ cái tôi thì việc ta làm, lời ta nói mới làm vinh danh Chúa và ta sẽ không mất phần thưởng trên quê trời. Mục đích của cuộc sống con người là làm vinh danh Thiên Chúa. Vinh danh Chúa là sống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Vinh danh Chúa là tôn thờ một mình Ngài và không còn thằng nào khác. Vinh danh Chúa là để Chúa được vinh danh qua lời nói và việc làm của mình. Như thế, con đường nên thánh là phải sống đúng với ân gọi lòng người của mình là làm vinh danh thiên chúa con đường nên thánh ấy được dễ dàng hay gặp khó khăn tùy thuộc vào những thái độ của chúng ta về cái tôi của mình khi xem nhẹ cái tôi thì ta sẽ để chúa dẫn dắt theo đường lối chúa ước gì mỗi người chúng ta biết coi nhẹ cái tôi của mình để mỗi ngày một thánh thiện hơn Ước gì chúng ta cũng biết tự hủy chính mình để như hạt lúa chịu một nát mới mang lại cho đời một bông lúa nặng trĩu trái ngọt yêu thương. Amen. Bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tuyền